Trong những năm gần đây, các loại ma túy tổng hợp ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, pha trộn nhiều loại chất gây nghiện khác nhau, khiến công tác phát hiện, điều trị ngày càng khó khăn. Nguy hiểm hơn, những chất này có tác dụng phá hủy nặng nề đối với sức khỏe tâm thần của người sử dụng, để lại nhiều hậu quả nặng nề. Nam thanh niên này nhập viện trong tình trạng kích động mạnh, có xu hướng bạo lực, gây nguy hiểm cho bản thân và cả những người xung quanh. Theo các bác sĩ, đây là hệ quả của việc sử dụng cùng lúc nhiều loại chất kích thích, trong đó có nhiều loại ma túy mới. Lần đầu tiên em sử dụng ma túy năm em 13 tuổi. Em dùng cái tần suất sử dụng của em như thế nào? Dùng đều, có ngày nào hút, đi đá thì thích chơi có thôi. Thế những cái loại ma túy mới hiện nay ấy, em đã từng sử dụng chưa? Bệnh nhân có những cái tình trạng rối loạn về tư duy rất là nhiều, đó là những triệu chứng về loạn thần của bệnh nhân rất là mạnh mẽ. Ngoài ra kèm theo những cái triệu chứng về rối loạn cảm xúc và rối loạn hành vi. Hôm nay nó là ngày điều trị thứ hai của bệnh nhân thì cũng đang ghi nhận được những cái cải thiện đáp ứng ở trên bệnh nhân này. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng kích động vật vã. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần tỉnh Quảng Ninh, số ca rối loạn tâm thần do ma túy ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Giai đoạn trước 2020, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị khoảng 300 lượt bệnh nhân. Đến năm 2022, con số này là 770 bệnh nhân. Các chất ma túy được sử dụng ngày càng khó nhận biết và hậu quả để lại ngày càng phức tạp hơn. Có thêm rất là nhiều những loại ma túy mới, ví dụ như là nước vui này, nước xoài này, hay là tem giấy, thì những cái chất ma túy đấy hiện nay nó gây tác động rất là lớn đối với cái sức khỏe tâm thần của mỗi người. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là loạn thần, kích động, đập phá. Việc sử dụng những chất ma túy như vậy nó sẽ tác động lên não bộ và sẽ có thể gây ra những cái tổn thương thực tổn ở não, vì vậy mà nó gây ra những cái hậu quả mà lâu dài về sau này mà rất là khó có thể khắc phục được. Hôm nay, bệnh nhân này được ra viện. Bên cạnh niềm vui khi đã khỏe mạnh trở lại, được trở về với gia đình người thân, vẫn còn đó sự hối hận khôn nguôi khi đã trót sa chân vào ma túy. Mình cảm thấy rất là hối hận khi sử dụng chất kích thích gây nghiện, cắt tay cắt chân và mình làm đau cho người khác, rất chi là sợ luôn. Lời khuyên của tôi là không bao giờ các bạn nên dính vào ma túy.